Hello, chào tất cả các anh em, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Nếu anh em cần một dòng sản phẩm mà có cấu hình đủ cao để phục vụ cho anh em trong các nhu cầu cao cấp và chơi những cặp loa khó tính, thì trong video này thì Nhật sẽ giới thiệu với anh em một đẩy có thể đảm trách được công việc đó với cấu hình là phải nói là cực kỳ khủng đó nha mà. Bẫy là của Ram Xà và tên mưu đồ là WB1400A. Đây em nhìn thấy là bề size của cục đẩy này thôi, em cũng thấy là nó sẽ bự hơn những cục đẩy mà những dòng 1002 và những dòng 1001 rất là nhiều. Đầu tiên thì mời anh em cùng xem qua bề hình thức cũng như là bề thiết kế của sản phẩm trước. Đây, thiết kế sản phẩm rất là cao anh em, như là những cục đẩy cao cấp rồi em ạ. Cái này nhìn nó cũng rất là bự hơn rất là nhiều so với những dòng kia. Và hình thức này còn rất là mới nhưng mà trên 95%. Rồi anh em thấy à, tem nhãn chữ nghĩa, cái mặt phay nhôm này anh em, nó sẽ bị cũ hơn 5 tháng, mà con này thì nhìn vẫn rất là mới anh em. Đây hoàn cảnh nhiệt sản phẩm này cũng rất là chất lượng anh em à. Đây mời em cùng xem qua về thông số cấu hình của sản phẩm trước. Đây, con này của Panasonic nha anh em. Tên model là BK1400A. Số series sản phẩm điện là 100V. Công suất là 1500W lận nha anh em. Công suất thì phải là cực kỳ là khủng. Còn chơi ở 4 ôm là công suất là 400W ở mỗi channel. Quá khủng nha mà. Tại thì rất là thoải mái anh em phối ghép loa. Đây, sản phẩm mình sẽ trang bị cho chúng ta tổng cộng là 4 cặp loa anh em. Và nếu anh em mà muốn chơi hai cặp loa thì anh em có thể mà đấu chung với nhau. Và anh em xỏ dây ở phía trên một cái nữa thì anh em cắm bắp chuối thì cũng rất là ok, nhưng mà cắm như vậy thì nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều. Đây cái mốt chức năng chơi stereo hoặc là chơi mono. Còn đây cái cổng kết nối tín hiệu cùng vào sản phẩm là đây qua hai jack 6 ly và qua jack 3 lăng. Nhật tặng cho anh em hai cắm chuyển từ 6 ly ra bung sen. Đây còn bề mặt trước của sản phẩm. Nói chung bề mặt trước của sản phẩm thì cũng gì đó nhiều đấy mà. Cục đẩy hai kênh này nó sẽ có hai channel cho anh em. Đây hai channel. Còn ở đây là cái khung. Và anh em thấy là ở phía sau có cái quạt, nó sẽ thổi luồng gió nóng ra phía ngoài. Ngay là mặt trước đây nha anh em. Thiết kế tản nhiệt của này thì rất là đẹp. Và bề nội thất ở bên trong của sản phẩm thì con này sẽ được trang bị chúng ta một cấu hình phải nói là rất là khủng, khi cậy đến tận là 24 con sò nha anh em. Con này thì nói chung bề nội thất thì nó cũng rất là hầm hố, kết hợp với cấu hình mạnh thì con này thì gần như là một dòng sản phẩm mà rất là hay. Mức giá thì cũng tầm trung hơn em mà. Con này thì Nhật sẽ để lại cho anh em với giá rất là rẻ, chỉ với 6.500.000 đồng. Nếu anh em muốn mua thì liên hệ với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được Nhật tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi ok, tôi sẽ vào ngay bài test chất âm. Mời anh em. Đây, mở nó rất là nhỏ, đánh rất là lực anh em ạ. Đây, một loa. Hai loa. Đây, được test từng loa để cho anh em cùng nghe luôn. Mong niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong gió lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn ông. Một vầng trăng sẽ bóng kia đôi áo đang chưa rơi. Lỡ mưa đang về mỗi mùa đông đến mang từng cơn gió rét run vai gầy. Những ai âm thầm gom đầy nỗi nhớ viết nên thành thơ. Trong tâm tư áo diệt bằng những dòng lệ yêu dấu. Tặng người yêu lạnh giá.
và đêm thương đã thương nhau rồi, mấy ai cũng ngồi đàn mong từng đó. Mùa đông ai đang áo người đi, mùa đông ai đang tình mầm nồng như chim chiều về có nơi để cho mưa gió đường lạnh lùng, để em trong bao ngày xa cách vào chiến áo mùa đông, cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi, lá rơi mấy mùa là mấy đông em chờ. Nhớ mùa đông đến em ngồi đàn áo ấm ra trời, áo tuy không dày nhưng lòng thêm thầm những khi hành chiều nắng đẹp tình đất nước, người về xây hạnh phúc tương lai. Áo đan xong rồi nhớ cho em cười muôn vàn niềm về sức mạnh của cục đẩy này thì phải nói là rất là mạnh anh em mà. Con này anh em thoải mái mà chơi với những dầm loa hội trường hoặc là sân khấu, hoặc anh em mang đi show thì chất âm con này thì vẫn rất là đáp ứng được với rất là nhiều không gian nhà, là đến tận là 50 đến 70 m² thì vẫn rất ok nha anh em. Nói chung về những dòng cục đẩy mà của Ramsa thì từ trước đến nay thì luôn luôn rất là được, rất là mạnh, nhưng mà những dòng khác thì cũng sẽ có con hay con dở, nhưng mà dòng Ramsa thì nó luôn luôn hay, chất âm vang dội bùng nổ, phù hợp với tất cả nhu cầu anh em. Và rồi cuối cùng mà nếu anh em mà chưa biết lựa chọn cục đẩy đến từ thương hiệu nào thì anh em cứ quét cục đẩy của Ramsa, rất là lựa chọn an toàn nhất. Rồi ok, xin chào tất cả các anh em, hẹn gặp lại tất cả các anh em vào trong những video lần sau.